Thưa quý vị, những ngày qua, dư luận xôn xao câu chuyện Tịnh Thất, Bồng Lai và gia đình cô gái Diễm My có sự mâu thuẫn. Và có thông tin cho rằng cô gái Diễm My này đã bị bắt cóc tại đồn công an. Vậy thực hư của vụ việc như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình. Bà con ơi! Bà sống trong toàn đất nước! Bà con! Tiếng la thất thanh, lời nói hành động gây bức xúc này được cho là thầy ông nội, người đứng đầu của Tịnh Thất này. Những người đứng xung quanh đó cũng kêu gào lớn tiếng. Hành động này có đúng với chuẩn mực của một tu sĩ. Những ngày qua, dư luận xôn xao câu chuyện Tịnh Thất Bồng Lai tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và gia đình cô gái có tên là Diễm My, giữa hai bên có sự mâu thuẫn. Vào ngày 12 tháng 12 năm 2019 vừa qua, công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã triệu tập Diễm My để bàn giao lại về phía gia đình để cô được tiếp tục đi học, đoàn tụ với gia đình của mình. Nhưng bên phía Tịnh Thất Bồng Lai lại cho rằng Diễm My bị mất tích tại đồn công an, dẫn đến có những hành động thiếu kiểm soát. Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tịnh Thất Bồng Lai này là một cơ sở không hợp pháp, không thuộc sự quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các thành viên trong Tịnh Thất này cũng không phải là những tu sĩ, họ chỉ là giả danh, và đây là điều tối kỵ trong Phật giáo. Nhóm phóng viên của chúng tôi đã kết nối với hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để làm rõ thực hư sự mâu thuẫn của Tịnh Thất và gia đình cô gái Diễm My. Cái vụ mà Tịnh Thất Bồng Lai á, chung là không ai mà cho uống thuốc này kia, rồi nói chung là làm quá thì nói chung là sai phạm pháp luật. Cái này tôi nói thẳng á, làm quá sai phạm pháp luật, vô công an mà quậy pha quậy đề la ầm sùm là cái đó là sai pháp luật. Cái vấn đề này thì nói chung ra là theo tôi nghĩ cậu này có xuống dưới xác minh rồi. Vụ việc là xác minh, nói chung là cái vụ này hiện nay thì đã bé Diễm My đã về nhà rồi, về nhà cha mẹ rồi, thì nói chung ra là cho bé về ở với gia đình đi, đừng có lên mạng mà nói này nói kia là bé bị bắt cóc rồi ba mẹ bắt cóc rồi cho uống thuốc này kia. Kính thưa quý vị, sau khi Tịnh Thất Bồng Lai đăng tải đoạn clip có nội dung tìm lại bé Diễm My lên các trang mạng xã hội thì họ đã vô tình có những hành động và lời nói khiến cộng đồng mạng tỏ ra gay gắt. Và chúng tôi đã có một cuộc khảo sát nhỏ đối với những người xem. Mời quý vị cùng theo dõi. Thông qua các trang mạng xã hội thì mình cũng biết là hành động của cái sư thầy rất là quá, dù là mình không biết sự tình là đúng hay sai, nhưng mà dù với tư cách là một sư thầy thì không nên cư xử như vậy. Dù đúng hay sai thì mình phải cư xử một cách im đẹp để đúng với tư cách là một nhà tu. Mình không đồng tình với cách cư xử như vậy. Những ngày qua và tôi đã xem những cái clip đó, thì tôi xem được 2-3 cái clip thì tôi thấy là những cử chỉ hành động, nhất là hòa thượng lớn tuổi thường dùng những cái lời lẽ lớn tiếng, hoặc là lớn tiếng. Theo như tôi nghĩ là các vị này chỉ là những người cư sĩ bình thường bên ngoài, giả dạng là quý thầy tu. Tôi thấy rất là bức xúc, giống như là bôi nhọ quý các vị mà chân tu á. Vậy liệu những hành động đó có đúng với chuẩn mực của một người tu sĩ? Sau đây mời quý vị hãy cùng theo chân chúng tôi để gặp gỡ thầy Thích Nhật Từ, trụ trì của chùa Giác Ngộ, để cùng bàn luận xoay quanh vấn đề này. Từ ngày 12 cho đến ngày 17 tháng 12 2019 đó, thì sau khi nghe các Phật tử báo về vụ việc đó, là tôi có vào Facebook và Tịnh Thất Bồng Lai, Facebook Năm Chú Tiểu, Facebook Hoàng Nguyên Nhất Nguyên, Facebook của Hoàng Nguyên Tịnh Thất Bồng Lai, vân vân, thì thấy rất rõ là các phản ánh của Phật tử là đúng, vì ít nhất là Bồng Lai đã đưa lên 4 cái video clip. Thứ nhất là tố cáo công an của huyện Đức Hòa đó bắt cóc Diễm My. Thứ hai là tố cáo cha mẹ của Diễm My đó là đầu độc con của mình bằng thuốc độc, và có thêm những cái tố cáo khác. Và tôi cho rằng là những cái lời tố cáo đó bằng những cái lời lẽ rất là nóng giận, mất kiểm soát, thì có thể nó phát xuất từ cái nỗi sợ hãi qua cái vụ náo loạn Bồng Lai vào tháng 10 2019, hoặc là một phần cũng do thiếu hiểu biết cho nên đã vô tình hoặc cố ý tạo ra một cái những cái cáo buộc mà tôi cho rằng là có thể vi phạm luật pháp, và nó vô tình là xuất khuấy động cộng đồng mạng, và nó xuất vào cộng đồng mạng tạo ra những cái hành động
mà lời kêu gọi của Bồng Lai Viên đó là hãy giải cứu Diễm My. Cho nên đó là điều rất là đáng tiếc. Cho nên tôi tha thiết là khuyên Hoàng Quyên, Nhất Quyên và các thành viên của tỉnh Bồng Lai đó, hãy nên xin lỗi cộng đồng mạng về những cái cáo buộc nó thiếu căn cứ của mình. Và qua cái vụ việc này, tôi cũng khuyên các thành viên của Bồng Lai Viên đó, mình là Phật tử thì dầu chưa phải là tu sĩ, mặc dù là tự mạo nhận mình là tu sĩ, cũng nên phải thể hiện cái sự điềm tĩnh cần thiết, tự xưng mình là tu sĩ, mặc dù là chưa phù hợp mà lại có những hành xử như vậy đó, nó làm cho rất nhiều người ngộ nhận những cư sĩ này là tu sĩ, người ta sẽ đánh giá chung cái hình ảnh tu sĩ Phật giáo Việt Nam qua cái vụ việc ứng xử của giám mục La Viên này đó, là rất là gây tổn thất cho tăng ni Phật giáo Việt Nam. Đó là điều đáng tiếc, và tôi mong rằng là đừng có thêm một sự đáng tiếc nào xảy ra tương tự trong tương lai. Thưa cư, vụ việc đã được sáng tỏ. Cô gái Diễm My không bị bắt cóc. Cô gái này được công an huyện Đức Hòa bàn giao lại cho gia đình. Chúng tôi mong mọi chuyện sẽ khép lại tại đây, và hy vọng những người tu sĩ tại tỉnh thất Bồng Lai cũng sẽ nhìn nhận lại những hành vi của mình để tránh làm ảnh hưởng đến hình tượng của các tu sĩ chân chính. Hiện tại bây giờ là